Kể cho anh nghe về cô Sanh đó đi. Cô Sanh bây giờ vẫn như ngày trước. Lúc mà em gặp khó khăn nhất thì em gặp được cô Sanh. Cô đã ra tay giúp đỡ em. Nếu như mà không có cô, em cũng không biết bây giờ mình ra sao nữa. Nghĩ lại mà cũng thấy sợ rồi. Quán phở bò đó nổi tiếng lắm hả em? Con đói hả? Đợi mẹ lát nha, sắp xong rồi. Cô Sanh là người nấu ăn rất giỏi và cũng rất chịu khó nữa. Khi nào rảnh, em muốn cô anh đến đó một lần. Dĩ nhiên rồi, anh còn phải đến chào cô ấy nữa chứ. Ông Hùng cũng không dám làm gì cô Sanh đâu. Vậy còn ông Hùng? Người đó đã từng ở tù hả em? Dạ, nhưng mà cô Sanh nói á, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Em thấy chưa? Tính sờ sệt nhút nhát của em cũng là một vấn đề đó. Dạ, công nhận. Nhưng mà em luôn có cảm giác là sẽ có ai đó làm hại mình. Cuộc sống luôn có những khó khăn, em phải đối diện với cái xấu và thắng được nó thì mới hay. Nhưng mà anh biết rồi đó, mối quan hệ của em và mẹ nhiều cái phức tạp lắm. Anh cũng đoán như vậy. Hôm nay á, em lo lắng lắm. Em căng thẳng hơn anh nhiều đó. Ba mẹ là ba mẹ, làm sao mà em được ý của ba mẹ như thế nào hả em? Mà lần này về không biết gặp được Thái không ha? Nhà Minh Thái ở sát ngay gần nhà mình mà. Cuối cùng thì nguyện vọng của anh cũng trở thành sự thật rồi. Sao? Thì mong muốn của anh là có người thân ở nông thôn, và đây sẽ là quê hương của con tụi mình. Gì vậy? Khách quý hay sao mà làm nhiều dữ vậy? Mẹ này, người ta nói rể là khách quý mà. Khách quý trăm năm đó. Mặc dù á, ba bé Ti không có được đón tiếp như vậy. Khách cái gì mà khách? Chỉ là con cháu trong nhà thôi.